Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chữa bệnh tại nhà của kênh Mẹo Sống Khỏe VTV. Hy vọng những video của chúng tôi sẽ hữu ích với các bạn. Và sau đây, mời các bạn cùng theo dõi nội dung của video ngày hôm nay. Mẹo kỳ diệu chữa đau sâu răng bằng lá tía tô. Răng đau lâu năm cũng khỏi hoàn toàn. Sâu răng là tình trạng bệnh lý răng miệng thường gặp ở mọi đối tượng, nhưng thường chỉ được phát hiện khi răng gặp tình trạng đau nhức, ê ẩm, gây khó khăn trong sinh hoạt, ăn uống. Cách chữa sâu răng bằng lá tía tô là mẹo dân gian được nhiều người biết đến, nhưng không phải ai cũng áp dụng đúng cách. Video sau đây sẽ hướng dẫn bạn chữa đau răng bằng lá tía tô theo đúng công thức của dân gian, đem lại hiệu quả cao. Các bạn cùng tham khảo ngay sau đây nhé! Để thực hiện được phương pháp này thì bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau đây. Nguyên liệu thứ nhất là một nắm rau tía tô. Nguyên liệu thứ hai là một chút muối trắng. Ở cách làm này, chúng ta chỉ sử dụng hai nguyên liệu này thôi. Cách các bạn thực hiện như sau. Bạn đem tía tô đi rửa sạch đi cho mình. Đây là tía tô sau khi được rửa sạch. Mình sẽ cắt nhỏ nó ra và cho vào một cái cối. Chúng ta sẽ giã nhỏ nguyên liệu này ra nhé. Vậy là mình đã giã xong rồi đây. Đây là phần tía tô đã được giã nhỏ. Mình sẽ cho thêm vào cối này một chút muối trắng rồi tiếp tục giã cho hai nguyên liệu của chúng ta hòa quyện vào nhau nhé. Và đây chính là hỗn hợp của chúng ta sau khi đã giã xong. Mình sẽ cho ra bát. Đây chính là sản phẩm mà chúng ta cần cho cách trị sâu răng tại nhà này. Bạn hãy dùng hỗn hợp này đắp trực tiếp lên chỗ đau răng, giữ trong 10 đến 15 phút. Mỗi ngày bạn nên áp dụng 2 đến 3 lần, kiên trì thực hiện trong vòng 7 ngày thì tình trạng đau răng hoàn toàn biến mất và dấu hiệu nhiễm trùng chân răng không còn nữa. Tuy đây là phương pháp thực hiện nhanh chóng và mang lại hiệu quả tốt khi dùng tía tô trị sâu răng, nhưng phương pháp này vẫn còn nhiều hạn chế. Chỉ áp dụng thành công ở trường hợp sâu răng nhẹ, sâu răng mới chớm. Hiệu quả mang lại không sạch vi khuẩn hoàn toàn, vẫn có nguy cơ tái diễn. Cần kiên trì thực hiện trong thời gian dài mới có hiệu quả. Do đó, để rút ngắn thời gian điều trị cũng như chấm dứt tình trạng sâu răng, bạn nên tới các trung tâm nha khoa để bác sĩ điều trị bằng các phương pháp chuyên khoa có thể ngăn ngừa biến chứng triệt để nhất. Hy vọng với chia sẻ về cách chữa sâu răng bằng tía tô trên đã giúp bạn hiểu đúng về lợi ích của phương pháp và nên áp dụng phương pháp phù hợp cho tình trạng răng miệng của mình. Chúc các bạn thành công và luôn khỏe mạnh! Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe!